Xin chào cả nhà. Hôm nay là 12 tháng 8 năm 2022. Hôm nay thì em sửa hoàn thiện mấy con biến tần và các kích điện. Tiện thì cũng quay và giới thiệu với các bác. Của bác nào mà chưa có tên thì alo hỏi qua em một chút nhé. Đây là con GrowWatt bản Min 5000 TLX này. Con này nó bị lỗi là chạm PV nhé. Cái này là do khách hàng làm chạm PV và sửa dịch vụ. Bên em đã sửa xong và đang test máy này. Máy đang chạy ở công suất 382W. Hôm nay trời mưa nên là không có nhiều điện lắm. Đang chạy hai dàn đây. Đấy, điện lưới này 236V này. Dàn 1 260 này, 363W. Dàn 2 là 146 25W. Đấy. Bây giờ là 2 giờ kém 15. Đây có một lúc power này. Con lúc power này bị sét đánh nhé, đang sửa dịch vụ. Mới kiểm tra sơ qua là thấy lổ hết giò rồi. Đây, con này cũng bị sét đánh này, em sửa xong rồi này. Con này chết hết công suất, chết nghiêng ngỏ hai cái kích điện. Đây, con kích này cũng sửa xong rồi. Kích này anh sửa xong rồi này. Kích này, kích xanh này anh xong rồi. Con đỏ này anh xong rồi. Đấy, con đỏ này anh xong rồi. Con vàng vàng này anh xong rồi. Con này anh sửa xong rồi đây. Đang đóng gói để trả khách. Bác nào có nhu cầu sửa chữa hoặc đặt các cái biến tần mới thì liên hệ bên em. Solar Nghiên, số điện thoại là 0987006938. Đấy. Ngoài ra bên em bán sản phẩm mới thì bên em có pin mặt trời, pin lưu trữ, biến tần. Đây, biến tần Thinh Power còn một ít kìa. Biến tần Thinh Power. Nhà sửa chữa ra là nó hơi vừa bộn một chút. Đây bàn sửa chữa của em đây. Rồi các bác xem video nhé. Xin chào cả nhà. Hôm nay nhà em nhận được một máy GrowWatt bản Min 5000 này. Con này là bản nội địa mọi người nhé. Con này là Min 5000 TLX bản nội địa này. Con này bị lỗi là do PV chạm mát là dẫn tới máy bị cháy này. Em vừa nhận được và cũng tháo ra kiểm tra luôn này. Hiện tại là thấy nó lổ phần này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, em chưa tháo ra nhưng mà đã nhìn thấy nó lổ chỗ này. PV chạm mát ở đây thì qua trao đổi với khách hàng thì nguyên nhân chạm mát là như sau. Khách hàng sử dụng 4 tấm pin năng lượng mặt trời loại 450W. 4 tấm này nhưng mà khi đường điện PV xuống được chia làm hai đường. Một đường vào máy biến tần, một đường vào sạc MVPT 45A để sạc cho ắc quy. Mọi chuyện vẫn hoạt động bình thường. Nhưng mà khi tại vì cái PV này là nó sẽ không cách ly với cả điện lưới nhé. Nên là khi mọi người đấu điện lưới vào cái biến tần này chạy từ PV xuống thì sờ vào tấm pin năng lượng mặt trời nó sẽ bị giật, hoặc sờ vào dây điện PV là sẽ bị giật. Đấy. Nên khi khách hàng sử dụng cái lối song song với cả cái sạc 45A thì sạc vẫn chạy, máy vẫn chạy nhưng mà bị sờ vào vỏ là sẽ bị giật. Sờ vào cái vỏ của cái sạc MVPT 45A là sẽ bị giật, sờ vào bình ắc quy cũng bị giật. Thì khách hàng lấy một cái dây tiếp địa đấu vào máy này và một dây tiếp địa đấu vào hệ thống bình ắc quy và sạc MVPT. Sau khi đấu xong đóng điện lên một phát là lổ luôn. Đấy. Bởi vì là vỏ của cái sạc MVPT là nó sẽ chạm với cả mát của cái dây DC này. Nên dẫn tới là dây DC này bị chạm mát và chạm xuống dưới đất. Dẫn tới là biến tần nổ ngay lập tức. Chứ sạc thì không chết nhưng mà biến tần là chết ngay. Đấy. Và cái việc sử dụng song song giữa kết hợp giữa sạc năng lượng mặt trời và máy biến tần hòa lưới như vậy là rất nguy hiểm. Nên là khuyến cáo các bác không nghiên cứu kiểu đó. Nếu mà để làm tận dụng và chạy được thì mọi người sẽ phải làm cầu dao đảo chiều. Khi sử dụng sạc thì không sử dụng cho máy biến tần năng lượng nữa. Và khi sử dụng cho máy biến tần hòa lưới này thì không được sử dụng với sạc. Bởi vì máy biến tần hòa lưới là điện không cách ly. Thế nên là sờ vào nó sẽ giật, rất là nguy hiểm. Và thứ hai là trong trường hợp là bị chạm mát như vậy thì dẫn tới là máy biến tần sẽ bị lổ. Đấy. Máy biến tần này thì lại là máy biến tần nội địa. Với dòng nội địa là mua của ai người bảo hành người đó sẽ bảo hành. Đấy. Thế đây bác này bác ấy mua cũ nên là không biết là của ai. Nên là dẫn tới là chuyển sang bên em nhận sửa dịch vụ. Đấy. Thế là rất đơn giản như vậy thôi. Là câu chuyện nó là như vậy. Máy hoạt động bình thường thế nhưng mà do là bị chạm mát PV. Do khách hàng đấu dây tiếp địa vào vỏ của sạc 45A.
và dẫn tới là bị lổ tan thành như thế này. Đấy. Bây giờ em sẽ tiến hành bóc nó ra và sửa chữa. Sau khi sửa xong thì sẽ quay lại và test máy cho mọi người xem. Đây, sau khi em tháo ra đây, nó bị lổ cháy này. Cái này thì rụng luôn. Đây, rụng luôn chân này. Con này điếu này. Vẹn vẹn máy nó có chỉ có 2, 4, 6, 8, đúng 10 con phét, 5 kW. Chỉ có chạy có 10 con phét thôi, còn đâu là mo mạch thì chả có gì cả. Hệ thống biến áp thì nó nằm ở dưới này. Có tất cả là 8 đầu dây đây. Có vậy thôi, không có gì cả đây. Cái con này thì lại bị dính vào đây, gãy một chân. Rồi, bây giờ sẽ tiến hành đo đạc và sửa chữa cho nó. Đấy, bên trong một cái mạch mười mấy triệu đấy cũng chả có gì cả, trông rất bình thường. Máy này sử dụng tất cả là 6 con tụ 550V, 470 microfarad. Đây là nguồn cấp trước của máy này. Đây là bộ lọc sóng đầu ra này, hai tụ lọc nguồn. À không, xin lỗi, đây là cái phần lọc của MPPT. Đây là hai tụ lọc nguồn của hai dàn pin. Còn đây là đội địa đầu ra này, cuộn lọc sóng đầu ra 5 kW này. Tụ lọc này, đây là cái phần này là tụ chống sét này. Đấy, đây là cảm biến dòng, phần này là dơ le. Máy này nó chỉ sử dụng có hai dơ le, ngắt cho hai dây nóng và dây nguội. Đây là tụ băm xin đầu ra 8 microfarad 350V AC. Tụ 8mi, tụ băm xin đầu ra. Chả có gì cả. Con này thì thường nó lổ đây, nó chết cả các cái con IC nhỏ nhỏ với các cái con điện trở diode ở đây này. Rồi, bây giờ em sẽ đi sửa chữa nhé. Sửa xong em lắp lại và em lại quay cho mọi người xem. Đây, sau khi kiểm tra đo đạc và thay thế thì tiện cũng giới thiệu luôn mọi người là thay con gì. Ở đây nhá, của nó này, nó sử dụng con diode này. Đấy. Con diode 1M303AA này. Con này cháy thì thay bằng con đây. Thay bằng con 606 nhé. ST00606 này. Còn con sò của nó này, con phét của nó là 40H650. Đấy, 40H65. Thay thành con này 40L120FL2. Đấy. Đây là con phét gốc của nó nhá. Hai con phét này đều chết hết. Đây là nó chết hai diode này. Hai diode và hai phét chết luôn cả IC lái. Ở đây có con trở này là con trở 10 này. Con này là 10 ohm cũng chết này. Con này là 20 ohm chết. Không có trở 20 ohm, thay thành trở 22 nhá. Diode này chết thay rồi này. Đấy, đại loại ở đây nó sẽ chết này. Con IC này chết, con IC này là con lái này là 4427S nhé. Con này là 4427 này. Mọi người thay thành 4427 cho em. Thay hai con diode này, hai diode này, hai phét này, IC lái này, điện trở này, diode này. Đấy, tất cả những cái con linh kiện nhỏ nhỏ đều nó chết. Đây, con IC 8 chân của nó đây. Đấy. Con này nó chết này. Con này nó mang số là con này là 4427. Đấy, con này là con lái. Rồi. Bây giờ là xong xuôi rồi nhá. Em sẽ mang đi em cho vào, bắt vào máy và test cho mọi người xem luôn. Đây. Đấy, đây là bo mạch của máy 5 khí kW bản min TLX. Bây giờ em sẽ lắp vào và test luôn cho mọi người xem thực tế này. Ở khi sửa xong phải đo các cái này, nó hai cái đôi này, hai cái đôi này với đôi này nó phải giống nhau 100% nhá, không được lệch tí nào nhá. Thì là sẽ chạy ok. Xong rồi đấy, bây giờ em sẽ đi lắp vào máy. Đây, sau khi xong cắm điện máy bắt đầu chạy này. Hôm nay trời mưa nên chắc công suất hòa nó không được đáng bao nhiêu. Bây giờ là 1:30 nhá. Collect ok rồi.
công suất hòa lưới đang điện lưới 234V, PV vào là hai tấm của Nhật, được có 34W thôi, 35W. PV2 thì chưa có. Đây, rút ra cái cắm xuống PV2 này. Kết nối lại mất 1 phút này. Đây, lúc nãy là cắm PV1 rồi, bây giờ cắm PV2. Chờ 5 chút. Đây, con máy đây. Min 5000TL nhé. Bản nội địa Trung Quốc. À, nội địa với cả quốc tế nó giống hệt nhau, khác mỗi cái tem mọi người nhé. Ngôn ngữ các thứ nó đều giống nhau cả. Rồi, đây để em cắm thêm một dàn pin nữa. Rồi, đang chờ nó chạy. Rồi. Collect ok rồi. Điện áp 235V. PV1 5,1 này, PV2 là đang hòa lưới 36W nhé. Rồi em sẽ, bây giờ em sẽ đóng thêm một dàn nữa. Đóng PV1 này. PV1 thì công suất đang là hơn 200W. Dàn này là dàn này của em đang chạy 7 tấm 390 Caladian. Điện áp đang là 276V và công suất xuống là 3,52kW. Rồi ok, nó có vậy thôi. Đây, bóc ruột mọi người xem luôn. Đấy. Đấy, máy chạy nhé. Rồi, như vậy là em đã hoàn thành sửa cái con GrowWatt phiên bản là Min 5000TLX, có điện áp đầu vào là 70-550V và công suất là 5000W nhé. Đây có một con nút power bị sét đánh này, đang sửa đây nhưng mới tháo ra, bận chưa làm tới. Nói chung nhiều lắm. Đây, hôm nay em sẽ trả hàng này. Đây, một loạt các cái kích này của các bác, cái này trả hàng này. Đây, kích đây, rất nhiều. Kích vàng này của bác nào không biết đây. Con này xong rồi, hôm nay trả hàng. Đấy, con này xong trả hàng. Con này bị thạch thủng chui vào trước nhé. Nói chung là rất nhiều, hôm nay là được ngày em trả hàng. Rất nhiều bác sẽ nhận được hàng. Một số bác mà chưa nhận được thì cũng thông cảm một chút, vì bên em thực ra là rất nhiều việc. Đây, hai con này trả này. Con này xong rồi. Con này bị sét đánh nhé. Con này sửa xong rồi. Con này sẽ đánh chết hết công suất này. Nó không phải là chết mỗi công suất không đâu, nó còn chết các cái con diode với những con điện trở nhỏ xíu ấy. Thực sự là làm rất mất công. Đấy là dành cho việc sửa chữa. Ở nhà em thì nó hơi bừa bộn một chút nhá. Nhà thợ thì các bác cũng thông cảm, vì đó là công việc nó sửa chữa mà. Đây đang sửa đây. Nhà em là bán và sửa chữa. Chứ lắp đặt thì em cũng ít khi đi lắp đặt. Em chỉ hỗ trợ phần kỹ thuật thôi. Chứ còn về phần lắp đặt thì em chỉ đi hỗ trợ kỹ thuật, chứ còn nắp thì bên em sẽ giới thiệu đội lắp đặt, hoặc là bên em sẽ có một đội lắp đặt riêng. Còn chủ yếu của em, công việc chính của em là sửa chữa và bán thiết bị mới. Các bác có nhu cầu sửa chữa hoặc là mua biến tần, liên hệ Solar Nghiên qua số điện thoại là 0987006938. Công suất hiện tại đang phát là 382W. Rồi, bây giờ em sẽ cho nó chạy thử một vài tiếng. Sau khi hoàn thiện ok, đóng trả khách hàng. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Em xin phép và kết thúc video tại đây.